Hello cả nhà, đây là trái seri này. Seri ngọt lắm cả nhà. Seri nè cả nhà này, quá trời luôn. Rồi anh vô qua cho nôi, vô qua thôi. Biết ăn không vậy con? Hello cả nhà, đây là khu vườn nhà chị Hiền à. Dạ. Nó no, thấy nó còn ngon. Nó hai cho mình. Đây là vườn nhà chị Hiền á cả nhà. Lần trước mình có quay một clip là mình chưa post lên. Đất rộng thênh thang luôn cả nhà ơi. Hết nè. Đã sợ chưa? Wow. Đất này mà trồng cây là phê luôn. Từ phê thôi mà. Phê đối với mình á. Nhà đó quá trời. Dạ. Đất này gần nhà khu của nhà chị Mai ra bán cây đó cả nhà. Đây là gia đình của nhà chị Mai, em chị Mai. Đất rộng dễ sợ chưa? Hello cả nhà, đây là cái cam nè. Trái quá trời luôn, không biết lý do tao nó bị đen rồi cả nhà ơi. Giờ mình hái thử đây này nha. Giờ mình hái thử thế này nè. Ôi dạ, giật không có được ở nhà. Cái này phải vặn thôi. Đó luôn trái cam. Trái quá trời mới chưa vàng cả nhà. Đó. Đây đây cây nữa nè cả nhà. Đó dụng cụ làm vườn cả nhà này, quá trời trời luôn. Đó, cái này. Cái này. Trái nó bị không được đẹp mắt cái lắm. Bán được 300 đồng. À, sư cô hái đi. Con nó qua sư cô đâu? Sư cô hái đi. Lô các bạn, đây là sư cô nè, sư cô hái thôi. Sư cô không cho mình quay sư cô. Sư cô nè. Nè, quay sư cô nè, mà sư cô không cho quay mặt đâu. Ngày nào cũng ra vườn cả sư cô hết trơn á. Khu vườn nó rộng đãi dễ sợ chưa. Cái nhà này nó bán cỡ 400 thì 400 là mình rinh đó cả nhà. Mà cái nhà này người ta bán đến 700 cả nhà ơi. 700 luôn mình rớt không nổi. 400 thì mình còn mơ được cả nhà ơi. Nhà nó đang bán đó cả nhà. 700, 800 đó. Ai muốn mua liên lạc với mình nghe. Cái khu Càng Tam Bà luôn, đất rộng thênh thang luôn cả nhà này. Đó. Cả nhà thấy không? Đất rộng thênh thang luôn. Đó. Mía rồi lô la rồi trồng xa đâu nè. Cây cốc rồi, cả nhà thấy cây cốc không? Ai mà mua cái nhà này là có cây cối sẵn luôn. Mía người ta bán người ta trồng tiền không là tiền luôn á cả nhà. Nhà này bán với giá là 740. Đó. Đất rộng thênh thang. Ai muốn mua nhà này mình sẽ cho cái địa chỉ. Đã sân chơi nhà ơi, đất rộng thênh thang luôn. Đó, giá nhà khu này là 400 mấy cơ, 440 hả? À 749. 749 hồi nãy mình nghe không rõ, mình tưởng nó 349 thôi chứ. Vô Phật cái gì. 349 thì mình còn mơ được cả nhà ơi, chứ mà 749 chắc không mơ nổi.
Tại vì ghiền cái vườn cây này nè cả nhà, ghiền quá. Cái này cái nhà này bằng gấp 3, gấp 4 nhà của mình luôn đó cả nhà ơi. Ghê hồn không? Đó, một cò bay thẳng cánh đối với mình. Có đồ ăn luôn, lâu lan nè, đó, có chai chùm rục nữa cả nhà. Đó, nhà này là bán 749 nha cả nhà. Ai muốn mua cái nhà này liên lạc với mình nha. Cây ở trước luôn cả nhà nè, đó. Xả, người ta trồng xả quá trời luôn cả nhà. Xả với lại là tất cả các loại rau ở trong chậu này cả nhà. Đó. Và đậu, đậu này, cái này là đậu gì? Cái này là đậu đậu đũa. Đậu đũa nó dài dễ sợ chưa nè. Đậu đũa ngon lắm cả nhà. Đây là cái bơ cả nhà. Đó, cái bơ này. Cái bơ sau năm có trái luôn cả nhà. Bơ này bơ ghép đó cả nhà. Ồ, có cái cây gì vậy? Cái gì mà có trái nó leo leo rồi nè cả nhà. Ôi trời, trứng mướp. Cả nhà thấy không? Trứng mướp nó teo nè. Wow, ở đây có hàng chậu đậu đũa nữa nè. Đậu đũa nhiều như sợ chưa? Wow. Đậu đũa quá trời luôn. Đó, đây là cái nhà này. Nhà này bên kia đẹp sợ chưa? Nhà này với cái giá là 749. Ai muốn mua cái nhà này liên lạc với mình nha. Ở Tam Bà, Florida luôn cả nhà. Đối với mình thì mắc không có khả năng, tài chính không cho phép. Rồi, nhà đẹp lắm cả nhà ơi. Có ông Phật nè. Hello cả nhà, nhà khu nhà này có cây chuối nhiều lắm cả nhà, củ chuối nè. Hello cả nhà, đây là củ chuối này đó. À, củ chuối nhiều lắm. Đất rộng mênh mông luôn, bên kia rộng rãi luôn. Bên kia ha, bên kia có tượng Phật. Khu nhà này có cổng luôn cả nhà nghe. Cổng nó tự động đó cả nhà. À, đây có ông Phật nhỏ đẹp thật sự cả nhà. Ở cái đây có cái phượng nữa cả nhà nè. Đó. À, phượng đẹp quá trời. Ông Phật đẹp thật sự chưa? Hello cả nhà, đây là khu vườn nè, rất là rộng lớn. À, có ông Phật nhỏ đẹp chứ sợ cả nhà ơi. Ừ. Có rau ngò, ngò ôm, ngò gặm ngò ôm nè. À, đẹp quá. Con mình mới hái trái cam cho nó. À, đây là quang cảnh cái ngôi nhà đó cả nhà. Nhà đẹp chứ sợ chưa? Quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Nhà này là bán với giá là mình có lập đi lập lại hồi mà ai anh chị nào coi thì cứ thông cảm cho mình nghe, giá là 749. À, thái cốc, thái cốc còn một trái cả nhà nè. Đó. Trái hào quá trời, nâu 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 nè. Trái nâu nâu quá trời trời luôn. Đó, cốc. Cốc nhiều lắm cả nhà nè. Trái cốc nè. Ừ. Đất này đã ai sợ trời. Đất này mà trồng cây là phê luôn á. Nhưng mà có sức làm hay không nữa thầy. Đó. Trời ơi, cây nhãn. Cây nhãn cây có xíu xíu mà trái quá trời. Nè. Ôi, cái nhãn nè, trái, cái có xíu xíu mà trái nè. Nhãn, xả quá trời là xả luôn, xả kinh khủng. Mấy cái nhãn này cái có xíu xíu mà trái nè. Trái quá trời. Mấy cây nhãn này là chiếc nhánh đây. Chiếc nhánh này nó mới có trái sớm vậy. Còn nhà mình trồng hột á, trời ơi, 5-6 năm luôn. Chờ mất dày cổ. Ta lỡ rồi. Đây là mấy chậu cây mãng cầu nè. Đang trồng thêm đó.
Đây nhà của chị Hiền. Đã chưa? Đang nhân giống thêm nè. Nóng quá mà mấy cây nó mọc không nổi mà. Thì dù có tưới nước nữa mà nó cũng nóng quá. Nóng kinh khủng. Và tưới nước tự động á. Bắt rộng mô la luôn. Đã sợ chưa? Mà đất này là đất khách sạn nè. Khách sạn nè. Nên cũng khó trồng nó đất rộng nhưng mà mình phải đất rộng bao la luôn.